mọi lời nói của em đều ghi vào trong clip này nhá, thành ra là em phải hết sức cẩn thận. Mọi lời nói của em sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Đi chụp được đi. Xong cái tiếng Anh là bằng công gì? Palette rồi. Ôi palette nhiều thế. Toàn palette rồi. Ôi mở hết công đi đã. Giời, 15 phút xong công này. Đúng 15 phút xong công này. Thiết bị lấy đi. Mấy dây về tình trạng nó bỏ. Bỏ nó khoảng bình thường. Đúng nghe nhà nghề khác nhỉ, gầy vắt lên ngay. Anh Tám này, anh Tám mới gầy hoẹ có lên không? Kinh nghe. À, em thấy kiểm hóa ở bên kia giải ra một đống mà anh ta Tám. Có phải thế không anh Tám? Anh Tám ơi, hoẹ mặc quần xịt màu gì? Chồng lực lượng đồ còn quá. Ờ thì có thì vẫn lấy được thôi, nhưng mà ai ngủ à? Không có trò gì. Công cáng rồi là ít thế hả Long? Cắt dây đây anh ơi, cắt dây đây. Bye.
cũng hàng công Nhật có khác nhỉ? Cả công đóng được có vài pallet. À công Hàn à? Bên này trước rồi. Thu hoạch được mớ dây nhỉ chú nhỉ? Thank you.
Hello. Chào em giám định nhá, xinh tươi. Hôm nay em rất là nhàn, ngày mai em nhàn nhá. Mai em chỉ có 2 công, 1 công 40, 1 công 20 em nhá. Sướng nhỉ, tuần này sướng nhất đây. Sắp xong rồi chú ơi, cố lên. Thank you.